tẩy hết trơn rồi. Họ mấy ông sao vậy, cái quần cũng dơ rồi. Không tẩy hết trơn. Tóc tóc qua mấy hổng mấy ông vô lên cho nó. Quần tẩy xuống đây chứ sao gì, cái quần tẩy nó tẩy thêm cho lượng cho nó cũng hết trơn rồi. Một, hai, ba, vô. Lát nữa hai lát khách xào cũng hết ăn. Hai lát khách. Thôi lỡ dắt, kiếm thì vô nữa rồi đi kiếm cho. Chỉ mẹ khác á, bạch nó dậm xuống lên tên, dậm xuống cái bạch. Trời ơi, đâu giết chị, tôi nói rồi. Nhắc lại. Ừ. Action. Anh nghe trong mình có mệt lắm không? Mệt. Vô bơi không? Vô tắm không? Dạ. Xuống tắm rồi vô tắm. Ừ, hết rồi. Tắm đi bạn em. Dạ hết. Chúc mừng sinh nhật Tư.